Đồng hồ vang vọng xin kính chào các bác. Hôm nay đồng hồ vang vọng sẽ làm video và giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ Vedep nhập Pháp. Và trên màn hình của các bác là một chiếc Vedep tuyệt đẹp, vỏ thùng bè, uốn lượn rất là đẹp ở đây. Và rất là nổi bật với mặt số bát giác nằm, số nổi các bác nhé. Nền vàng và viền vàng, kim vàng, cực kỳ ấn tượng, rất đẹp. Ngoài ra thì là người ta còn trang trí thêm các cái họa tiết hoa văn bằng đồng ở xung quanh mặt số thế này để tạo thêm điểm nhấn cho chiếc đồng hồ này. Và nhìn ở góc độ này thì ta biết được ngay rằng đây là một trong những chiếc Vedep rất cao cấp. Thật sự thì chiếc vỏ bè của chiếc thùng này rất đẹp. Đây, em sẽ soi cận cảnh để các bác nhìn. Rất là mịn và bóng các bác nhé, chứ không hề sần, rất mịn và bóng. Cực kỳ mịn và bóng, sờ rất là nhẵn tay. Đây, có thể kỳ tay lên như thế này, rất nhẵn, bóng cực kỳ luôn. Và đẹp tuyệt vời. Tất cả các cái vân chéo nhau đều được xếp cực kỳ ngay ngắn và thẳng hàng như thế này. Đặc biệt là cái phần vân ở cái góc chính diện này, từ bốn cái miếng gỗ khác nhau người ta ghép. Rất đẹp. Nhìn tổng quan thì rất đẹp. Kính phía dưới là kính oval cách điệu và cũng được vẽ thêm các cái chi tiết hoa như thế này. Đằng sau là quả lắc cùng tông màu luôn. Và bên dưới quả lắc ta có thể thấy ngay cái chữ Vedep ở kia. Đặc trưng của cái dòng Vedep là luôn luôn có cái chữ Vedep đó. Đó. Tiếp tục giới thiệu đến phần trên máy đi. Chiếc Vedep này sử dụng củ gông chữ T kèm với 8 côn thép rất là dài, các bác có thể nhìn thấy ở đây. Còn rất thẳng hàng và đen bóng nhé. Các cần búa cũng còn vàng ươm và các cần búa đầu ra còn trong tình trạng rất là hoàn hảo. Đây là hai cái tay khóa cái búa lại khi mà ta không muốn nó chơi nhạc bằng hai cái thanh này. Chiếc Vedep này cũng sử dụng một cái bộ máy rất là to và vách máy còn vàng ươm. Hàng nhập Pháp về và cái điều kiện khí hậu bên Pháp rất là tốt để bảo quản những cái chất liệu đồng như thế này. Cho nên là các chi tiết bằng đồng không bị oxy hóa nhưng còn rất là vàng. Đó. Đây là cây lên cót này. Được cài đúng vào vị trí của nó như thế này. Các cái vít bắt ghế còn đây. Trên mặt số thì ta có thể thấy cái chữ Made in Fancy và Production in Fancy ở đây. Sản xuất tại Pháp và sản phẩm Pháp nội địa dành cho người Pháp. Đây, logo Vedep rất rõ các bác nhé. Và các bác nhìn cái mặt số này rất đẹp. Thực sự là mặt số rất đẹp. Nhìn qua lớp kính này nó bóng hơn, đẹp hơn nữa cơ. Em xin tiến hành test cái tiếng chuông để các bác nghe luôn. Âm thanh thật sự là rất ngân. Bên giờ thì là rất thanh tiếng và bên nhạc rất thanh tiếng và bên nhạc bên giờ thì âm thanh rất là trầm và ấm. Và cả hai bên đều mang đến độ ngân rất đẹp. Rất là hay và sâu tiếng. Em xin phép quay ra ngoài để các bác nhìn được cái vỏ thùng này. Này, các bác nhìn các cái chi tiết trên cùng này. Thật sự người ta chăm chút rất tỉ mỉ, rất bóng. Đó. Bên dưới này cũng vậy. Các cái đường chạm trổ cực kỳ đẹp như thế này. Rất bóng mịn và cân xứng nhau đều lắm, đẹp thật sự. Đây là một chiếc vỏ thùng em đánh giá là đẹp xuất sắc. Và đi kèm với mặt bộ số nổi cực kỳ nổi bật.
màu vàng. Đó. Đồng hồ vang vọng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.